Kính chào quý vị các bạn. Dung Audi ô tô của Hải Dương xin trân trọng giới thiệu quý vị một chiếc xe Accent Blue nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015. Đây là bản Blue, bản cao cấp nhất của Hyundai Accent nhập khẩu. Chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015. Và hiện nay Dung Audi ô tô của Hải Dương đang chào bán với giá là 455 triệu đồng. 455 triệu đồng cho một chiếc Hyundai Accent Blue nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015. Số tự động, cửa sổ nóc, động cơ 1.4, máy eco tiết kiệm nhiên liệu. Chiếc xe này với mức máy eco 1.4 tiêu thụ nhiên liệu được tầm 6 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp. Tiêu thụ rất là ít xăng và xe đi rất là bền bỉ. Đồng thời nữa là không hỏng vặt. Chiếc xe này cam kết với quý vị không tai nạn, không ngập nước, zin 100%, keo chỉ zin, máy số zin. Xe được trang bị đèn bi xê lông siêu sáng, 4 phanh ABS và la răng đúc. Cửa sổ nóc, xinh nhan trên gương, gương kính chỉnh điện, vô lăng tích hợp bàn phím, đầu CD 6 đĩa, được trang bị màn hình camera hành trình và camera lùi tích hợp trên gương. Động cơ máy eco 1.4. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc năm 2015. Xe có màu sơn bạc, màu sơn nguyên bản. Sơn xi gần như là còn nguyên. Dặm tỉa lại không đáng kể. Chiếc xe này cam kết với quý vị luôn, khách hàng luôn, là xe zin 100% quý vị nhé. Đây là nội thất của chiếc xe. Về trang thiết bị thì nó chỉ được trang bị gương kính chỉnh điện, cục điện, rồi là đầu CD, cửa sổ nóc đây ạ. Nhưng với chiếc xe này được nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015, xe đi cực kỳ bền bỉ, tiêu thụ cực kỳ ít nhiên liệu. Với giá là 455 triệu đồng quý vị sẽ sở hữu chiếc xe trên. Chiếc xe này là Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015, bản Blue. Xe đời cao, số tự động, động cơ máy eco 1.4. Đây là form dáng cũng như là nội thất của chiếc xe. Chiếc xe này thì quý vị đi gia đình cũng được và chạy dịch vụ cũng được. Thì chiếc xe này nó quá là bền bỉ luôn. Cái dòng xe đã được thừa nhận tại thị trường Việt Nam. Dòng xe đi rất bền bỉ, tiêu thụ ít nhiên liệu, không hỏng vặt. Đồ đạc cực kỳ dễ, xe keo chỉ zin 100%, không một lỗi nhỏ, máy số zin. Cái điều quan trọng nhất là chiếc xe này là xe nhập khẩu và nó zin 100% quý vị nhé. Về mặt keo chỉ, đây là cái mình sẽ mở cái cốp. Mở cái cốp cho quý vị xem, cái khoang cốp của nó cũng khá là rộng rãi. Đây, khoang cốp rất là rộng quý vị nhé. Khoang cốp rất là rộng rãi ạ. Đây là kích, rồi là đồ của nó, quý vị có thể nhìn thấy kích lốp, rồi la răng sơ cua, cựu đồ dự phòng của nó còn nguyên. Xe keo chỉ zin không lỗi gì. Cái điều mình nhấn mạnh với quý vị đây là xe không lỗi một lỗi gì. Chỉ xịn hết 100% quý vị nhé. Bây giờ mình sẽ quay thêm về chi tiết khoang máy, cũng như là rồi mình sẽ chạy để trải nghiệm chiếc xe. Chỉ có 455 triệu đồng thôi. Xe sản xuất năm 2015, nhập khẩu nguyên chiếc. Đây, zin từng con ốc ạ. Xe zin từng con ốc quý vị nhé.
Bây giờ mình sẽ mở cái khoang máy của chiếc xe để xem khám phá cái khoang máy của nó như thế nào. Sau đó thì mình sẽ chạy thử trải nghiệm chiếc xe này. Đây là khoang máy của chiếc xe. Đây là toàn bộ khoang máy của chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015. Xin thưa với quý vị rằng chiếc xe này máy số zin 100%, ốc 7 màu còn nguyên. Cam kết với quý vị xe không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, keo chỉ zin. Xe được chào bán với giá là 455 triệu đồng tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Quý vị hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để mỗi lần mình livestream báo giá trực tiếp cũng như là mình quay chi tiết từng một chiếc xe, quý vị sẽ là người đầu tiên nhanh nhất nắm bắt được thông tin. Đây là mình cũng quay luôn qua cabo, chỉ cabo cho quý vị. Đây quý vị nhìn đấy, cabo còn nguyên, chưa ra, chưa mở cabo, keo chỉ zin. Đấy quý vị có thể nhìn thấy đây ạ. Để mà một chiếc xe nhập khẩu nguyên bản zin 100%, không một lỗi nhỏ, với giá là quý vị nghe thấy tiếng chưa? Rất là mỏng, không có một tí gì ma tít cả. Chiếc xe này được chào bán với giá 455 triệu đồng cho một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc năm 2015. Xe đi bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu, không tai nạn, không ngập nước, máy số zin, keo chỉ zin. Đấy là một cái điều quan trọng nhất. Khi mà mình mua được một chiếc xe thì nó là cả một vấn đề. Thì mình cũng nói luôn với quý vị rằng là như mình đi mua xe cũng thế thôi, mình cũng chọn lựa rất là kỹ. Bản thân mình đi mua xe mình chọn lựa rất là kỹ quý vị. Bây giờ thì mình sẽ chạy thử nghiệm trải nghiệm chiếc xe này. Các bạn hãy cùng với mình trải nghiệm chiếc xe này nhé, xem nó như thế nào. Thì xe này thì nếu mà nói về các tính năng thì nó không trang bị quá nhiều tính năng. Nó không trang bị quá nhiều tính năng hiện đại, nhưng bù lại chiếc xe này đi nó lại rất tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là xe nó đi cực kỳ bền bỉ và nó không hỏng vặt. Máy số rất êm, nổ êm, máy số ngon bốc. Bây giờ mình sẽ chạy, quý vị sẽ thử nhìn thấy mình chạy đây. Động cơ còn cái cửa nào chưa mở, đây cái cửa nào chưa đóng, đây còn cửa chưa đóng, nó báo cửa chưa đóng, ok cửa đã đóng hết quý vị ạ. Khi mà xe chạy nó sẽ mức chạy mà đấy, máy khi mà xe chuyển động là nó hiện lên đèn eco, mình dừng lại cái đèn eco sẽ biến mất. Đó là sao? Tức là khi mà máy nổ và mình dừng lại, đây là mức tiêu hao nhiên liệu không sinh công. Tiêu hao nhiên liệu không sinh công, mình dừng lại, tiêu hao nhiên liệu không sinh công thì máy lập tức, xe nó sẽ thông báo rằng cái đây không phải là mức ưu việt cho một chiếc xe. Tức là mức tiêu hao nhiên liệu ưu việt, khi mình nhả chân ra mình đi thì nó sẽ hiện lên đèn eco, tức là chế độ eco đã được kích hoạt và xe sẽ đi tiết kiệm nhiên liệu. Mình đạp thử đấy. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 455 triệu đồng quý vị nhé, 455 triệu đồng ạ. Quý vị xin mời quý vị xem xe trực tiếp và kiểm tra xe, test xe trực tiếp ạ. Liên hệ hotline 0855 966 966. Cơ lên rất dần dần, gầm bệ, đây mình đi qua cái thừa giảm tốc, ok rất là ngon. Vâng ạ, quý vị xem xe hay liên hệ trực tiếp Dung Audi hotline 0855 966 966 quý vị nhé. Xin thân ái chào quý vị,
Hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo về giới thiệu những chiếc xe cũng như là giá bán. Quý vị nào chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ để đăng ký kênh thì nó hiện lên quả chuông. Quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình livestream báo giá trực tiếp cũng như là mình đăng video clip mới. Xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã luôn luôn đồng hành và ủng hộ Dũng Audi của tôi Cũ Hải Dương. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị ở video clip tiếp theo.